là gì? Giờ đây đam mê của anh lại được trở thành siêu nhân. Phải cao lớn như thần để bảo vệ trái đất khỏi hiểm nguy như bụi và khô lâu. Đam mê tâm tuốt là gì? Giờ đây đam mê của em là thành một người nhà sĩ, để giúp đỡ mọi người, để chăm sóc nụ cười, để cuộc đời thêm màu sắc. Tôi là Tuyết Trần. Hôm nay con đi chơi với ai? Con đi với cậu ba. Con đi chơi trung thu ở làng Cung, con thấy như nào? Dạ con thấy vui. Con làm lồng đèn. Làm lồng đèn à? Con thấy lồng đèn Cung như thế nào? Dạ đẹp. Năm mình cũng